Mời các bạn xem kết quả bóng đá hôm nay giải Ngoại hạng Anh Premier League. Man City đã không thể đăng quang sớm khi thua trên sân nhà trước Chelsea với tỷ số 1-2. Đáng tiếc cho trận đấu này là Aguero đã đá hỏng một quả phạt đền sau khi Man City đã dẫn trước 1-0 ở hiệp 1. Như vậy là đây là lần thứ hai Man City thất bại trước Chelsea ở cả giải Ngoại hạng Anh và bán kết cúp FA. Ở trận đấu khác, Liverpool có chiến thắng 2-0 trước Southampton trên sân nhà. Trận đấu vừa mới kết thúc cách đây vài phút, Southampton cũng có chiến thắng trên sân nhà trước Brighton với tỷ số 2-1. Sheffield thua trên sân nhà 0-2 trước Crystal Palace.